Xin chào anh chị, rất vui được chào đón anh chị quay trở lại video tổng kết thị trường. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại diễn biến của VN-Index trong ngày hôm nay, cũng như là đánh giá một cái phiên vận động mà nó đang thể hiện cái điều gì đó để chúng ta đưa ra được những cái kịch bản dự kiến trong những phiên tiếp theo, và cũng từ đó là có thể là đưa ra những cái hướng xử lý và hành xử cho những nhà anh chị mà đang cầm cổ phiếu cũng như đang cầm tiền mặt canh mua, chúng ta nên hành động như thế nào cho phù hợp trong lúc thị trường có đang tương đối là nhiều biến động anh chị nhé. Và Sơn đánh giá là nó đang mở ra những cái mà cơ hội mới cho anh chị nào mà yêu thích gọi là lướt sóng ngắn hạn anh chị nhé, thì cũng có thể là tranh thủ một cái nhịp này để chúng ta có được một cái nhịp mà gọi là lướt ngắn trong T cộng với một cái nhịp sóng hồi anh chị nhé. Rồi ok, anh chị nào có bất kỳ câu hỏi nào về thị trường cũng như là các mã cổ phiếu anh chị đang quan tâm, rồi ví dụ mức giá anh chị đang nắm giữ mà cần tư vấn và góc nhìn từ Sơn thì có thể để lại câu hỏi trong phần khung chat hoặc là trong phần bình luận của video anh chị nhé, hoặc là có thể là join vào trong Zoom Zalo bằng cách quét mã QR trên màn hình hoặc là theo cái đường link trong phần mô tả vào cái Zoom Zalo cộng đồng đầu tư thực chiến hoàn toàn miễn phí anh chị nhé. Thì Sơn cũng sẽ chia sẻ cho anh chị góc nhìn cũng như là kế hoạch mà để chúng ta hành xử với cổ phiếu đấy cho nó phù hợp trong cái thời điểm hiện tại anh chị nhé. Rồi ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều, và cuối cùng là anh chị xem cái buổi công chiếu cũng như là xem sau video này đừng quên là like cũng như là comment, nếu chưa có câu hỏi thì thả tim cũng như là vẫy tay để ủng hộ cho anh em cũng như là thúc đẩy thần anh em trên kênh anh chị nhé. Rồi ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quay trở lại với thị trường thì hôm nay chúng ta có một phiên là thị trường biến động trong cái biên tương đối là hẹp đúng không anh chị, và với cái mức thanh khoản thì cũng không có quá nhiều cái sự đột biến, nó cũng không phải là quá thấp, tương đương với cả là ba phiên gần nhất đúng không anh chị, nhưng mà nó cũng không quá cao đúng không ạ, kết lại thì là xanh có cộng có 1,3 điểm thôi, gần như là bằng cái giá mở cửa đúng không anh chị, à xin lỗi chị, bằng cái giá tham chiếu ngày hôm qua đúng không anh chị. Rồi, trong phiên đã có những lúc mà khi VN-Index mở gap ra là 1081 này. Sau đó nó rung lắc về những cái mốc thấp nhất là 1071 vào cái lúc mà chiều rồi. Rồi liên tiếp là những cái pha kéo lên lại, test lại cái vùng 1081 này hai lần liền. Rồi. Ngoài ra nữa anh chị có thể thấy được là ngày hôm nay cái số lượng mà gọi là phân bổ cổ phiếu thì là có 280 mã giảm này, 253 mã tăng, 63 mã tham chiếu, với cái sự gọi là đóng góp đến từ các cái cổ phiếu tăng điểm đến từ VN30 thì có Techcombank này, Sapeco, Thế giới di động, VRE, Vinhome. Ngược lại thì có SSB này, VPBank, FPT là giảm điểm nhẹ. Tóm lại là cũng cân bằng thôi, hôm nay VN30 cũng chỉ giảm có 1,31 điểm thôi. Và phái sinh hôm nay đóng cửa là cũng quanh tham chiếu luôn. Vậy là phái sinh, anh chị nhìn này, thanh khoản này. Đây chị nha, thanh khoản vẫn đang tiếp tục là tương đối là cao, có nghĩa là vẫn đang hấp dẫn, tương đối hấp dẫn về thị trường phái sinh. Nhà đầu tư vẫn đang đợi một cái xu hướng gọi là ổn định của thị trường cơ sở là bên là thể hiện qua VN-Index anh chị nhé. Khi xác nhận những cái đáy và những cái vùng mà biên độ tích lũy và thị trường gọi là cái độ biến động nó thu hẹp lại và có một cái chiều ổn định hơn để thu hút những cái dòng tiền vào. Bắt đầu có thu hút được dòng tiền rồi anh chị, nhưng mà chưa mạnh vì tiền vẫn còn đang loanh quanh ở bên phái sinh này kiếm trác anh chị nhé. Ngày hôm nay chị nhìn này, cuối cùng là kết phiên lại về tham chiếu, trong khi đánh lên đánh xuống này đã có những lúc là 1092 rồi lại đánh xuống 1084 liên tục trong cái biên hẹp như này, cùng là về tham chiếu. Nếu mà phái sinh cứ tiếp tục như này nhé, có nghĩa không có cái biến động gì nhiều mà có loanh quanh như này thì khả năng là sau một cái nhịp mà khi VN-Index mà có những cái đáy sau hoặc là tạo đáy thành công xong thì là dòng tiền cũng sẽ rời bỏ cái bên phái sinh này để quay lại với cơ sở thôi anh chị ạ. Sơn đã chia sẻ với chị nhiều lần đúng không ạ, đấy là khi mà thị trường cơ sở nó ổn định nên chị rất nhiều cổ phiếu đã về những vùng hấp dẫn rồi, rồi thị trường cũng đang gọi là ở trong cái vùng đáy anh chị nhé, mình chưa nói là đã có đáy, đáy để đợi xác nhận cơ, thế nhưng đang ở trong cái vùng đáy rồi, đáy nó có thể là cao hơn 1020 hay thấp hơn 1020 chúng ta không quan trọng, quan trọng là khi VN-Index đã chiết khấu đủ anh chị, đâu đó là đến 18 gần 20% tính từ đỉnh 1250 rồi, thì là đáy nó có thấp hơn 1020 hay là cao hơn 1020 thì loanh quanh trong cái khu vực này chúng ta sẽ ít nhất là có với nhau một cái đáy ngắn hạn anh chị nhé, và sau khi có cái đáy ngắn hạn đấy thì chúng ta sẽ bước vào một cái sóng hồi. Cái sóng hồi nó không không phải là nhịp hồi nhỉ nhá, nhịp hồi có thể là 5-7 phiên kết thúc vậy ạ, còn cái sóng hồi thì có thể là nó diễn ra trong vòng đâu đó là khoảng một vài tuần anh chị ạ. Thì chúng ta đang kỳ vọng với nhau là đang mở ra một cái cơ hội cho một cái nhịp sóng hồi anh chị nhá. Thế nên là hiện tại bây giờ anh chị nào mà con đang gọi là đang bị gọi là cuốn bên phái sinh nhiều quá thì chúng ta cũng nên xem xét dần cái việc là rút bớt vốn lên phái sinh hoặc là nghỉ luôn phái sinh để quay tập trung cơ sở anh chị nhé. Thế còn dĩ nhiên anh chị nào mà yêu thích cái
giao dịch intraday trong ngày mà đánh phái sinh thì Sơn không nói, đang chỉ ví dụ những anh nhà đầu tư và anh chị nào mà giống Sơn trong cái lúc mà phòng thủ tài khoản lúc 12.200, 1.250 này thì phòng thủ tài khoản rồi đã đưa cái trạng thái tiền mặt về tương đối là nhiều, cổ phiếu cầm thì không còn là bao nhiêu cả, toàn những vị thế trung dài hạn thôi, nên chúng ta cũng không cần phải gọi là quá bám sát hay sâu sát vào cái danh mục đang cầm. Và ngoài ra nữa, trong cái lúc mà thị trường đã xác nhận vào một cái pha điều chỉnh trong ngắn hạn thì là lúc đấy Sơn mới quay sang là gọi là sọt bên phái sinh để lấy một cái vị thế gọi là để phòng thủ tài khoản đúng cái nghĩa của phái sinh đấy nhé. Rồi, ok, cái vận động hôm nay của VN-Index thì chúng ta đánh giá thế nào? Ở trong cái kịch bản thì buổi sáng cũng đã gửi tới anh chị trong cái Zoom rồi đúng không ạ? Trong Zoom Zalo, anh chị nào mà chưa tham gia thì có thể là quét mã QR bên góc màn hình anh chị nhé, hoặc là có đường link như phần mô tả thì anh chị tham gia cái Zoom anh chị nhé. Zoom đây là Zoom Zalo, Zalo gọi là cộng đồng đầu tư hoàn toàn miễn phí thôi. Trong này Sơn sẽ chia sẻ với anh chị rất nhiều cái cập nhật thông tin về thị trường cũng như các góc nhìn. Ngoài ra anh chị nào có câu hỏi nào thì cũng có thể là để lại câu hỏi trong Zoom, Sơn cũng sẽ chia sẻ với anh chị trong trong Zoom anh chị nhé. Ngoài ra nữa thì khi mà Sơn lọc được những cái tín hiệu nào mà nó mang cái tính an toàn cho cộng đồng cao, có nghĩa là cái cổ phiếu đó có nhiều thanh khoản và cái tín hiệu của nó cũng có một cái độ an toàn cũng như cái xác suất thắng cao, thì Sơn cũng sẽ chia sẻ với anh chị trong công khai trong cái Zoom cộng đồng này anh chị nhé. Rồi, ok, ngày hôm nay thì đây chúng ta đã có những kịch bản với nhau ngay từ phiên sáng rồi, là VN-Index thì có thể sẽ bật tăng về quanh vùng 0.90 rung lắc chỉnh tích lũy trở lại khi biên độ 1.065 đúng không ạ, hoặc là kịch bản số 2 thì là VN-Index sẽ bật tăng đến 1.085 sau đó rung lắc lại quanh vùng 1.065 rồi mới tiếp tục cái đà bật. Đại loại là chúng ta đều có cái gì ạ, đều có một cái góc nhìn với nhau từ cái phiên hôm qua rồi. Đây là cái gì anh chị, đây là trong cái gọi là khung ngắn hạn của VN-Index chúng ta đang xem, đây là cái đồ thị 30 phút hoặc đồ thị 15 phút cũng được, 15 phút thì cho nhìn cho nó nhiều cây nến anh chị, nhìn cách vận động cho nó chi tiết anh chị nhé. Thì là đã từng view với nhau về cái việc mà trong cái ngày hôm qua đúng không ạ, đã chia sẻ với anh chị về cái việc mà VN-Index tích lũy thành công trên 1.040 này, áp lên cái vùng 1.060 và vượt cái 1.060 này sẽ tiến đến những cái mốc gì anh chị, những cái mốc bên trên này là quanh vùng cái nền giá trước đó đánh mất, đấy là quanh cái vùng 1.074, 1.075 đúng không ạ. Và ngày hôm nay thì VN-Index đang tích lũy lại xung quanh cái vùng biên độ 1.075 này anh chị nhá. Chưa có cái tín hiệu tiếp theo cho cái việc là ngày hôm nay thì nó chưa thể hiện cái việc là nó sẽ gọi là tiếp tục gọi là vượt cái ngày hôm qua 1.075 đúng không ạ. Thì ngày hôm nay đã cao nhất là 1.080 rồi, nhưng mà nó chưa vượt được cái 1.080 để đi lên những cái vùng mà gọi là trên là vùng 1.090 chúng ta đang view. Mà Sơn cũng đánh giá là cái kịch bản này anh chị, khi mà ngày hôm qua VN-Index tăng đến những 36 điểm, mà chủ yếu là đến từ cái sự tác động của VN30 hôm qua cũng tăng 36 điểm anh chị, thì làm cái phiên nó tăng nó hơi quá đà đến từ cái việc là rất nhiều cổ phiếu banh và cổ phiếu trụ thuộc vốn hóa lớn anh chị thuộc VN30 nó kéo điểm mạnh ở bên phái sinh, cũng cái thanh khoản nó cũng lớn đã bắt cái vị thế long nó nhiều, nên là kéo cái chỉ số VN-Index nó tăng vút phát từ 1.020 mà lên tận 1.075 anh chị, là tăng 55 điểm trong vòng có 2 phiên thôi. Ngày hôm nay tăng lên 1.081 nữa là bao nhiêu điểm rồi anh chị đúng không ạ, là 60 mấy điểm rồi. Thế vậy nên là cái việc mà nó phải rung lắc trở lại là cái việc mà chúng ta đã gọi là dự kiến với nhau rồi, vậy nên là cái hành động đưa ra cho anh chị ngày hôm nay cũng là chúng ta không nên mua đuổi giá xanh đúng không anh chị. Nhưng mà tuy nhiên này anh chị này, nếu mà rung lắc trở lại giá đỏ thì chúng ta lại là cái cơ hội anh chị nhé. Vậy nên là đây anh chị cũng đã cập nhật cho anh chị VN-Index giữa giờ này, khi sáng nay nó cũng loanh quanh cái vùng là 1.075 anh chị, nó lên đây nó treo leo trên này, nó đang tích lũy quanh cái vùng đỉnh như này đúng không ạ, cái vùng đỉnh gọi là gần nhất ở trong cái khung đồ thị ngắn này anh chị nhé. Thì cũng đã chia sẻ với anh chị ở đây là cái cập nhật giữa giờ là phiên tăng 36 điểm hôm qua này tác động nhiều tới cổ phiếu vốn hóa lớn, và VN30 cũng tăng 36 điểm nên có các phiên trả điểm trụ từ 10 đến 15 điểm cũng là vận động bình thường trong phiên này và các phiên đầu tuần, nghĩa là trả lại điểm từ VN30 đấy thì thiếu nghĩa nó sẽ tác động đến VN-Index. Giả dụ như trả điểm 10 điểm thì có phải là nó sẽ VN-Index là từ 1.075 sẽ về khoảng 1.065 chẳng hạn thế, hay là 15 điểm chẳng hạn thì sẽ về 1.060, đại loại như vậy, nó sẽ tác động ngược lại VN-Index anh chị nhé khi mà VN30 trả điểm. Và ngoài ra nữa anh chị cũng biết là ngày hôm nay là một cái ngày gọi là cái ngày cuối cuối cùng của cái tuần này trong cái tuần cơ cấu quỹ của VN Diamond đúng không anh chị. Thế nên là cái phiên ATC đây anh chị thấy là cái lúc mà vào ATC em phát là khi mà quỹ cơ cấu ra nó có cái lượng hàng rất lớn đấy, có những cổ phiếu thì được mua thêm thì là cái lệnh đóng lệnh ở bên bên mua, còn cổ phiếu nào bị cơ cấu bán ra thì lại cũng là chất lệnh bên bán thôi anh chị. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta cứ nhớ đến là khi mà cứ mỗi những cái tháng cuối mà của cái gọi là tuần cuối chứ, tuần cuối mà của các cái kỳ cơ cấu quỹ anh chị, cái ngày cuối cùng thì ATC thì họ hay chất như thế, chất lệnh quỹ như vậy. Nhưng mà lúc nào ấy, trước đó đây anh chị
thì các cái dòng tiền lớn rồi các cái gọi là những cái phe mà gọi là đối ứng lại đấy, họ cũng đã gom lại đủ những cái cổ phiếu đấy để làm gì anh chị, để đối ứng với quỹ rồi. Vậy nên là thường anh chị thấy là rất ít khi có cái việc mà nó chất mấy kể cả là mấy triệu cổ phiếu trụ của ngân hàng anh chị, nhưng mà kiểu gì đến cuối phiên nó cũng khớp lại bằng hết cái tầng đấy thôi. Có nghĩa là trong cái thời gian trước đó thì là người ta đã gọi là gom mua lại để trả cho cái phiên ATC hôm nay rồi. Vậy nên là cũng không có cái vấn đề gì cả anh chị nhé. Thông thường cứ đến khoảng 5 phút cuối giờ thì sẽ có lệnh đối ứng cân lại, lần nào cũng thế, cũng không phải lần đầu anh chị nhé. Thì anh chị nào chưa biết thì Sơn cũng gọi là giải thích lại cái hiện tượng lên một chút, vì nhiều anh chị vào ATC thấy hơi hoang mang về cái việc là tại sao cứ sàn hết thế này. Thì đấy chỉ là cái lúc mà họ họ cơ cấu thôi, thì đến hết ATC chị nhìn cũng không có vấn đề gì xảy ra đúng không ạ. Thế nên là để tránh, cũng giải thích cho anh chị như vậy để chúng ta tránh nhìn thấy thế mà hoảng loạn, anh nghĩ là có cái cú úp gì ở đây rồi sập ở đây mà tự nhiên anh chị cũng mang cái cổ phiếu ở trong danh mục của mình ra, kể cả là nó có phải là cổ phiếu đấy hay là cái cổ phiếu khác mà mình thấy cảm thấy là giật mình ấy, đúng không? Khi mà anh chị không, không chưa chưa nhìn thấy bao giờ hạn thế, nhiều anh chị mới tham gia thị trường chưa gặp được những cái tình huống này hạn thì lại cũng nhìn thấy thế, lại sợ bị úp, thế là mang ra bán ATC, xong tí nữa nó cân lại lệnh khớp cũng mất hàng đúng không ạ. Thì cũng giải thích cho anh chị một chút như thế nhá. Rồi rồi quay lại với cả cái cập nhật giữa giờ này, thì là Sơn đánh giá là khả năng phiên chiều VN-Index sẽ rung lắc tích lũy lại quanh vùng 0.67 rồi mới bật hồi lại. Thế còn nếu mà kịch bản không giữ được vùng 0.67 thì cái nhịp rung lắc sẽ tiếp tục diễn biến trong các cái phiên đầu tuần ý, nhé, là thứ hai thứ ba tuần sau về quanh cái vùng 1.050 tích lũy trở lại anh chị nhá. Nên là cái hành động phù hợp này thì là không mua giá xanh nhưng có thể xem xét mua giá đỏ cho nhịp lướt sóng T cộng ngắn hạn, tranh thủ sóng hồi, đặc biệt là các vị thế mà bắt đáy thành công đã chốt phiên hôm qua và sáng nay anh chị nhé. Đặc biệt là những cái vị thế chúng ta bắt đáy ở cái ngày hôm kia đúng không ạ, thì chiều hôm qua hàng về rồi, à, chứ hôm kia chứ chiều hôm qua hàng về rồi thì chúng ta cũng đã chốt, ai thì chốt sớm thì chốt từ chiều qua, còn ai chốt muộn thì chốt từ sáng nay đúng không ạ. Cũng nhiều lần chia sẻ với chị video rồi đúng không ạ, rất là nhiều cổ phiếu về lãi 10-12% rồi thì chúng ta không chốt một phần, chốt 1/2 thì bây giờ là chúng ta canh cover lại nhé, đấy nhá. Đặc biệt các vị thế này bắt đáy thành công rồi, đã chốt phiên hôm qua anh chị có thể chốt hết, nếu anh chị mua ít này hoặc là anh chị mua nhiều anh chị chốt 1/2 rồi thì có thể là khi mà có giá đỏ rung lắc trở lại vào chiều nay này hoặc là những phiên đầu tuần sau anh chị nhá, nếu mà có rung lắc này thì đấy là cái cơ hội này anh chị này. Đấy. Để đặc biệt là chốt các vị thế này công hôm qua hôm sáng này, xem xét khi rung lắc này quay lại test đáy, là test lại cái đáy mà chúng ta bắt thành công đấy anh chị, thì Sơn đánh giá cái nhịp này nó không quay lại mà phá thủng đáy ngay đâu anh chị. Dĩ nhiên đấy là cái góc nhìn cá nhân thôi, thế nhưng mà cái đấy là một cái mà chúng ta nên nên gọi là anh chị nên tham khảo anh chị nhé, cũng như đóng góp cho anh chị góc nhìn đúng sai thì chúng ta sẽ đợi những diễn biến của thị trường trong những phiên sau là có câu trả lời thôi. Thế nhưng mà lúc nào chúng ta khi mà đưa ra những kịch bản đúng không ạ, cũng có những kịch bản mà chúng ta đánh giá có xác suất xảy ra cao hơn và chúng ta gọi là kỳ vọng kịch bản ấy cao hơn, cũng như là những kịch bản dự phòng thì lúc nào cái xác suất đã gọi là dự phòng thì xác suất nó phải thấp hơn đấy đúng không ạ. Thì dĩ nhiên là cái việc mà nó không như kỳ vọng của chúng ta mà nó có một cái sự gì đó nó đột biến chẳng hạn thế thì chúng ta sẽ có câu trả lời ngay. Vậy nên là cái quan trọng là khi chúng ta đưa những kịch bản này, kịch bản nào xác suất thành công cao hoặc là kịch bản nào mà đến mà dự phòng thì chúng ta sẽ đưa kèm với cái hành động cụ thể, và trong hai kịch bản đấy là vào kịch bản nào chúng ta cũng biết cách hành xử anh chị nhá. Thì kịch bản Sơn đang thiên về đây là anh chị, là anh chị nào đã chốt lãi mà hôm qua cũng như sáng nay thì khi mà có những nhịp canh đỏ này, thậm chí anh chị nào nhá, anh chị nào mà chưa kịp bắt đáy, thực ra là cũng không có nhiều anh chị mà mình có thích bắt đáy đâu, thì chúng ta nên đợi an toàn bằng cái việc là gì, khi nó retest lại cái đáy mà mấy hôm trước anh chị retest lại thành công đúng chưa, thì bật hồi trở lại thì anh chị bắt đầu tham gia, thì đây là chính là cái thời điểm đấy nhá. Đấy là khi là những cái cổ phiếu ấy mà nó sẽ gọi là sau khi mà có ba phiên hồi phục, tính cả phiên ngày hôm nay là ba phiên hồi phục, bắt đầu chạm những cản ngắn hạn sẽ rung lắc trở lại này, rũ bỏ bớt những nhà đầu tư mà đánh ngắn hạn, đánh T cộng, giả dụ như anh chị đánh ngắn 12% 15% bán thành công, những nhà đầu tư bán thành công họ sẽ chốt bớt đi được chưa, thì sau khi mà gọi là rũ bỏ bớt những nhà đầu tư đấy này hoặc là những nhà đầu tư nào mà yếu tay chẳng hạn thế, khi mà nhìn thị trường quay đầu lại thì chúng ta sợ thị trường lại tiếp tục sập thì anh chị gọi là quay đầu bán cắt lỗ chẳng hạn thế, thì sau khi cái hành động đấy Sơn đánh giá là sau khi hành động đấy ra thì là khả năng rất cao là thị trường nó sẽ giật lại và sẽ không phá đi cái đáy 1020 nữa, và chúng ta sẽ có một cái đáy hai cao hơn cái đáy 1020 để thị trường bắt đầu bước vào một cái nhịp sóng hồi anh chị nhá. Trước mắt là nhịp sóng hồi đã, hay nói khác là chúng ta sẽ tạm thời sẽ có một cái đáy trong ngắn hạn, tạm thời có một cái đáy trong ngắn hạn anh chị nhá. Thế còn quá trình tạo đáy thành công của thị trường anh chị biết đấy, nó mất công tích lũy đâu đó phải khoảng 6 đến 8 tuần, tương đối là lâu đúng không ạ, 1 đến 2 tháng cơ, chứ không thể là tạo đáy trong vòng có
có ngày hôm kia hôm kia 3 ngày 4 ngày có đáy không có đúng không anh chị? Nhưng mà hiện tại trước mắt chúng ta sẽ tạm thời có một cái đáy tạm thời là cái gì ạ, là cái vùng thấp nhất trong ngắn hạn anh chị nhé, đủ để anh chị có thể đánh được một nhịp T cỡ. Ok anh chị nhé, thế thế nên là Sơn mới đang view theo cái tầm nhìn với góc nhìn như vậy. Còn dĩ nhiên nếu mà nó phá đi cái đáy 1020 thì đấy là cái kịch bản dự phòng mới là kịch bản chính xác, mà cái việc mà nó tạo cái đáy thành công và vào sóng hồi thì là chúng ta lại bị phủ nhận đúng không ạ, chứ không ta không cứng nhắc, không nên cứng nhắc. Thị trường này là chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta nên gọi là nương tựa theo thị trường để mà gọi là thuận theo thị trường để giao dịch, để hành động cho nó phù hợp và cùng chiều với thị trường, chứ chúng ta không nên gọi là thấy nó thủng đáy nhưng mà lại gọi là nghĩ là thuyết âm mưu nọ thuyết âm mưu kia rồi đạp để gom rồi các kiểu, xong đến lúc mà khi mà nó thủng thật xong nó cứ đi tìm những cái đáy mới thì lúc đấy ai là người trả lời chúng ta đúng không ạ. Thế là anh chị trên thị trường này chúng ta có những cái gì ạ, có những cái kiến thức, có những cái chiến lược để chuẩn bị cho mình những cái kế hoạch giao dịch, và chúng ta sẽ nương tựa theo thị trường theo cái xu hướng của nó để chúng ta trading chị nhá. Đấy là một trong cách rất là hay, và cũng tùy vào cái chiến lược anh chị nữa và cái chu kỳ đầu tư của anh chị nữa mà chúng ta sẽ có những cái gọi là cách giao dịch ngắn dài, mua gom hoặc là đánh ngắn đánh dài như nào tùy vào sở thích và nhu cầu của mỗi người anh chị nhá. Rồi ok, thế nên là khi mà có rung lắc này chị này, đấy đầu tuần sau phiên chiều nay rồi kể cả phiên chiều nay cũng đã có những cổ phiếu rung lắc lại rồi, từ phiên đầu tuần sau anh chị nhá, nếu mà có những rung lắc này đấy, quay lại test đáy thì là cơ hội cover lại. Đấy, anh chị nào chốt rồi thì có chốt 1/2 rồi thì lại cover lại 1/2, vậy là vẫn đủ hàng để đánh một cái nhịp T cộng đấy anh chị nhá, vẫn đánh một cái sóng hồi đấy. Còn anh chị nào chưa có thì có thể xem xét mua mới đúng không, tuy nhiên là anh chị nào bắt đáy thành công và đã chốt 1/2 rồi, chúng ta đang có cái giá trung bình tương đối là đẹp thì mà khi mà mua lại thì nó cũng vừa có lợi về giá này lại còn vừa có lợi về cái hàng có sẵn, chúng ta cover lại thì cùng lắm là xử lý cũng không vấn đề gì thì thuận lợi rất nhiều, dĩ nhiên là sẽ ok hơn anh chị nào mà mua mới rồi đúng không ạ. Rồi ngoài ra nữa là đây là cái dự phòng này anh chị này, đây là cái dự phòng mà cũng gọi là gọi là anh chị chú ý này. Đấy, quay lại test mua cover đánh vòng mới khi dư địa hồi phục vẫn tiếp diễn này, và chúng ta đặt cắt lót ngay tại đáy một anh chị nhá. Đấy, quan trọng nhất là vẫn phải có một cái phòng thủ đấy, à có cái gì ạ, một cái đai bảo hiểm an toàn đấy anh chị nhá. Nó quay lại mà nó test thành công, nó rút quay đầu thì anh chị mua vào cover và đặt luôn cắt lót cho Sơn ở cái đáy một. Đây nó sẽ như nào, thôi rồi tí nó vào đi qua các cái cổ phiếu các nhóm ngành thì Sơn sẽ chia sẻ kỹ hơn nhá, nhưng đại loại là như thế. Rồi, vậy thì kịch bản tuần sau sẽ như nào? Sơn đánh giá đầu tiên là kịch bản tuần sau khả năng rất cao là vẫn theo cái đà như thế này, có nghĩa là khi mà nó chạm lên cái vùng 1081 này nó chứng lại đây rồi thì nó loanh quanh ở đây nó sẽ có cái nhịp rung lắc trở lại, và không có gì thay đổi thì là trong cái khung ngắn hạn này chúng ta sẽ có một cái nhịp rung lắc ít nhất là nó về quanh cái vùng là 1065 anh chị nhé, loanh quanh cái vùng đấy, có thể là sang tuần sẽ có vùng 1065 1067, tóm lại nó vẫn như kịch bản của Sơn chia sẻ với anh chị thôi, về 1065 1067 mà tích lũy bật hồi được thì là chúng ta sẽ tiếp tục cái đầu hồi phục và vượt được 1081 được không anh chị. Rồi ngược lại mà về cái vùng là 1065 này 1067 này mà gọi là rung lắc về đó mà không giữ được cái vùng này, có nghĩa là nó có thể rung lắc cái đà chỉnh có thể sâu hơn đi nhá, thì chúng ta đang có những cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng nào anh chị, quanh cái vùng là 1051 này đấy, nếu mà nhìn trên những cái khung khung 30 này anh chị này, đấy, chúng ta đang có quanh vùng 050 051 thì đấy cũng có thể là một cái điểm gọi là back test lại của một cái nhịp rung lắc anh chị nhá, hoàn toàn cũng có thể là xảy ra. Thế nhưng mà Sơn cũng chưa nghĩ là trong cái phiên thứ hai mà nó rung lắc mạnh như thế, vì là từ một bao nhiêu 1076 mà về đến 1050 đến 25 điểm, cái đà giảm điểm như thế nó hơi thấp hơi mạnh, nên là Sơn đánh giá là cái việc mà có thể rất cao nó sẽ quay về cái vùng 065 anh chị nhé, sau đó rung lắc trở lại và sẽ bật hồi tiếp tục cái đà hồi phục của nó anh chị nhé. Rồi đấy là kịch bản của Sơn đưa ra và cũng đang kỳ vọng là nó sẽ diễn ra, thì chúng ta sẽ có cái gì anh chị, chúng ta sẽ có một cái vận động của cái nến và của thị trường như này, nếu anh chị mà có cái đồ thị anh chị mở cái đồ thị khung ngày ấy nhé, chúng ta sẽ vẽ với nhau là đây này, cái nhịp rơi như này, nó mở cái gap như này, nó sẽ quay lại lớp gap này, thì cái gap này anh chị nhé, cái gap này này, gap những 1100 này, mở gap tận 1083 thì khả năng rất cao là cái gap quá to như thế này, mà sau khi đã mở rất nhiều cái gap ở bên trên rồi, một gap rồi đúng không anh chị, rồi hai gap rồi, thì gap với gap thứ ba rồi thì khả năng cái gap này có thể là một gap kiệt sức anh chị nhé, là cái gap cuối, và cái việc mà nó quay lại lớp cái gap này trong ngắn hạn thì là khả năng rất cao, kể cả là cái việc không lấp hết được cái gap này thì cũng lấp được 1/2 cái gap này quanh cái vùng bao nhiêu chị, 1090 đúng không ạ. Ngoài ra nữa chúng ta cũng thấy là đang có một cái kijun 17 kijun phẳng trên cái khung ngày đúng không anh chị, nó đang có loanh quanh cái vùng 1090, vậy nên khả năng là
nếu mà có gọi là rung lắc trở lại, Sơn đánh giá là nó sẽ rung lắc chỉ loanh quanh cái TK này thôi anh chị nhá, loanh quanh cái TK quanh cái vùng 106X này thôi. Dĩ nhiên là đây là cái góc nhìn của mình về kịch bản đưa ra anh chị nhá, chúng ta cứ bám sát vào để xem nó vận động nhà thôi, nhưng nó sẽ như này anh chị này, khả năng sẽ như này đúng không ạ, nó xong rồi sẽ tiếp tục hồi phục về cái vùng này. Đấy, Sơn đánh giá đây là một cái kịch bản có thể xảy ra mà với cái gọi là đang cược cho cái kịch bản này anh chị nhá. Thế nên là anh chị nào này đã bắt được thành công ở đáy này được chưa, đã chốt 1/2 ở đây này đúng không ạ. Nếu anh chị nào mà theo dõi Sơn này thì trong suốt những cái tuần vừa qua Sơn đang view thị trường nó đi theo những cái gọi là kịch bản và lộ trình như thế nào và hướng dẫn anh chị xử lý như thế nào, nó cũng vẫn đang gọi là diễn biến trong cái tầm kiểm soát của mình anh chị. Đấy, bắt thì đã bắt ở cái vùng cái hôm ngày 31 tháng 10 rồi đúng không ạ, cho anh chị bắt rồi, hàng hôm qua về đã chốt từ chiều hôm qua một phần rồi, còn anh chị nào mà chưa chốt thì sáng nay chốt nốt. Thì nếu mà có rung lắc thì đúng là cơ hội chúng ta cover lại không ạ, thì nó sẽ có hai kịch bản, một là rung lắc và retest thành công sau đó bật tăng tiếp được chưa ạ. Theo kịch bản thứ hai là rung lắc này anh chị này, rung lắc này nhưng mà không thành công như anh chị nhé, tiếp tục phá đáy đi xuống tiếp, thì chúng ta đang có hai kịch bản như thế này. Hai kịch bản như thế này thì đấy vừa chia sẻ với anh chị rồi đấy, nếu anh chị nào mà mua mới thì chúng ta đặt cái cắt lót ở ngay dưới đây được chưa ạ, cắt lót ở ngay cái vùng đáy một này là xong, coi như chúng ta không thành công trong cái việc mà bắt đánh một sóng hồi vì cái sóng hồi nó không diễn ra anh chị nhé. Thế còn bắt thành công thì chúng ta gọi là vô tư với nhau ở đánh đủ một cái T cộng để lên cái vùng quanh vùng 0.90 này, rồi đến cái lúc mà nó chạm những cái cản đấy thì chúng ta bắt đầu xem xét sau anh chị ạ, bắt đầu xem xét sau nhá. Đang cần thêm những dữ kiện mới vì là cái pha của nó anh chị nhá, nó sẽ đi hết cái đến cái đoạn này đã, xong nó giật lại xem nó như nào đã, thì chúng ta cần là theo dõi là những cái phiên đầu tuần tới nó vận động như thế nào mới biết được nó xác nhận đi theo cái kịch bản nào. Nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi thì chúng ta cứ theo những cái hành động và kế hoạch như vậy mà làm thôi anh chị nhá. Như vậy là chúng ta cũng đã nắm được rồi, thế nên là anh chị nào mà cầm cổ phiếu thì cũng bán ngày chiều hôm qua cũng như là bán bớt trong cái phiên sáng nay rồi, còn anh chị nào mà kỳ vọng là đánh cái trụ gọi là dài hơn một chút nữa chẳng hạn, thế thì chị không nhất thiết là phải bán chiều hôm qua cũng như sáng hôm nay, mà chúng ta cứ cầm luôn cũng được, cầm luôn khi nó retest lại đây này, anh chị nào mua chưa đủ thì phải gom thêm cho nó đủ cái vị thế và tỷ trọng của mình đi đúng chưa. Sau đó khi mà hết cái nhịp sóng hồi này lên những cái vùng có thể là 1090 hay thậm chí là lên cái vùng cao hơn trên vùng mây dày nó hút về anh chị nhé, hút về vùng mây dày này, có thể là vùng có thể nó đánh một cái nhịp vượt 1100 chẳng hạn, thế thì chúng ta sẽ canh ở những cái nhịp đấy chúng ta gọi là ra ra hàng luôn, vậy đánh theo một cái nhịp swing nó dài hơn một chút. Còn là đánh cái nhịp mà Sơn vừa bảo bắt ở đây xong rồi bán ngày hôm qua hôm kia đấy gọi nhịp đánh T cộng nhị nhá, hàng về là chúng ta cân nhắc là chốt thì đấy gọi đánh T cộng, còn đánh swing là gì, là đánh hết một cái nhịp là gì ạ, sau khi mà có những một cái pha ngắn hạn này đang cho tín hiệu đảo chiều bật lại đúng không ạ, thì đánh hết một cái nhịp đảo chiều đã. Cái nhịp đảo chiều của nó thì Sơn đánh giá đấy, sau khi mà rung lắc trong đầu tuần xong sẽ tiếp tục tiếp cái sóng hồi này, hết sóng hồi chúng ta lúc đấy mới bán. Thì cái em nếu bắt đáy thành công thì cái tỷ sinh lời chúng ta nó phải lên đến hơn 20% đấy anh chị, tại vì là cái nhịp T cộng này là Sơn đã đánh được 12% rồi đúng không ạ, 12% rồi, cổ phiếu nào mà đẹp thì ăn hai cây trần thì mới được 14% thôi, chứ mà thông thường chỉ được khoảng 10 đến 12% thôi, đa số là như vậy, có mấy cổ phiếu được là 9%, có cổ phiếu thì được 12% anh chị nhá. Đấy thì nếu mà đi hết cái nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng được là sẽ được khoảng hơn 20%. Thế còn anh chị nào mà nhanh nhạy chẳng hạn, thế giả dụ như Sơn chốt 12% ở đây 1/2 chẳng hạn, thế xong rồi ngày mai chúng lắc cover lại 1/2 đấy, thì chúng ta lại tranh thủ lướt được thêm 1/2 đấy, thêm được một đoạn nữa được khoảng 5-7% nữa anh chị nhé. Đây là cái cách chúng ta gọi là giao dịch đối với anh chị cầm cổ phiếu, còn anh chị cầm tiền mặt thì biết rồi đúng không ạ, nếu có rung lắc thì anh chị gia tăng hoặc mua mới ở cái điểm mà quay được retest, chỉ ngại là anh chị không 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 đủ tự tin để mua khi thị trường quay lại điểm đỏ điểm thôi anh chị ạ. Xanh như hôm nay thì anh chị lại rất muốn mua, thế nhưng mà khi mà đầu tuần sau ấy, giả dụ cái chỉ số này nó đỏ lừ ấy, mà nó giảm khoảng 15 điểm thôi, thì là có phải chia số VN-Index về 1060 không, anh chị nhìn thị trường giảm 15 điểm anh chị có đủ tự tin mua không. Rồi những cái cổ phiếu này anh chị à, hiện tại nó lại rút lại tham chiếu rồi, nó không hề đỏ hôm nay, để làm gì anh chị, để dụ phiên đầu tuần nó đỏ, nó rơi nó đỏ khoảng 3% 2%, liệu anh chị có dám mua không, có đủ tự tin để mua không anh chị nhỉ. Đấy đấy mới là cái câu chuyện chúng ta gọi là trao đổi với nhau anh chị nhé. Nếu là Sơn thì Sơn vẫn tiếp tục mua thôi, vì lý do là kế hoạch mình đặt ra như thế nào mình cứ thế thực hiện, đúng sai thì đã có cái gọi là cái chốt lời và cái cắt lỗ đó, nó thực hiện rồi anh chị nhá. Giả dụ bắt cái sóng ở cái đáy này thì Sơn kỳ vọng là cổ phiếu nó bật lên một cái đoạn, giả dụ như ví dụ nhé DCM chẳng hạn, thế đây Sơn bắt là 26, Sơn bắt là 26 đúng không ạ, và Sơn target cho cái DCM lên 29 là Sơn sẽ bán. Thì là ngày hôm qua thì là đến cái tầm 29 29.2 cuối giờ lên 29.4 sao đấy, 29.4, nhưng mà cái lúc mà nó lên 29.4 nó chững lại nó quay lại thì là Sơn đã bán rồi,
vì cái target của mình khi mua quanh 26 là thế, là đặt là chỉ lên 29 là bán thôi, thì lương tương đương 12% đấy. Thì có nghĩa là chúng ta kế hoạch như nào ta cứ thực hiện, thế còn đúng sai thì cứ để cho cái gọi là cái mức cắt lỗ và mức mức chốt lời nó làm việc thôi. Vì nếu anh chị đặt ra kế hoạch mà không thực hiện thì cái kế hoạch của chúng ta chả có cái ý nghĩa gì và nghĩa lý gì cả nhỉ. Thế là khi mua chúng ta đã kế hoạch rồi. Với cổ phiếu này Sơn bán ở 29.2 rồi đúng không anh chị? Khi nó chạm với cản đấy anh chị này. Thì khi mà rung lắc trở lại thì ngày hôm nay có thể chưa mua anh chị, nhưng mà trong phiên đầu tuần giả dụ cổ phiếu này nó lại giảm tiếp anh chị. Về quanh cái vùng mà giả dụ 28.x này anh chị này, 28.x này thì Sơn lại mua lại anh chị này. Thậm chí là 27.x, 27.9, 28 gì đó đại loại là thế. Khi nó rung lắc đỏ trở lại quanh cái vùng 28.x để xem trong cái khung ngắn hạn nó có cái vùng hỗ trợ ở đâu không. À, gọi là coi vùng cân bằng ở đâu trên cái khung ngắn không. Đây chị nhá, đấy hoàn toàn có thể là mua lại khi nó quanh vùng 28 chị nhá. Đấy, 28. Có thể Sơn sẽ cover trở lại chị. Thì có phải là từ cái nhịp chốt từ 29 chấm mấy không? 29.2 đúng không ạ? Thì về lại 28 thì chúng ta lại có được khoảng mấy phần trăm, 4% anh chị. Đấy. Và Sơn lại tiếp tục đánh từ cái nhịp 28 này một cái kế hoạch mới, đánh lên đâu anh chị? Đánh lên 31 anh chị nhá. Đánh lên 31 thì chúng ta lại có 12% nữa anh chị nhá. Vậy là cộng tổng hai cái lần đánh lại thì cổ phiếu có phải là tăng từ 26 rồi lên đến đây được 20% thì mình đánh hai lần đấy thì mình phải được 24-25% anh chị, cộng với một cái nhịp mà đúng rồi hai nhịp mỗi nhịp 12-24%, còn cổ phiếu có thể là chỉ tăng được hồi được 20% thôi. Dĩ nhiên là cái đấy là anh chị nào có thời gian bám bảng mà đánh lướt cơ, như Sơn thì Sơn hay hay thực hiện cái kiểu đấy. Thứ nhất là để làm gì tối ưu lợi nhuận, với thứ hai để làm gì anh chị lấy cái cảm nhận đấy anh chị. Trên thị trường chứng khoán ấy, những cái mà chúng ta có càng nhiều cái thời gian mà trải nghiệm thị trường thì cái cảm nhận của chúng ta với thị trường nó càng là nhạy. Mình có thể sai không vấn đề gì, nhưng mà chốt lời thì có bao giờ sai đúng không chị? Coi như kể cả Sơn bị mất cái cổ phiếu này, bị mất hàng đi cũng không vấn đề gì hết, vì Sơn hài lòng với cái kế hoạch mà bắt đáy 26 bán ở 29 để được 12% rồi. Thế còn cái khúc sau kể cả mình có lỡ tàu không ăn được nữa thì đấy là cái việc của cái kế hoạch sau khi mình không bắt lại thế thôi. Vì là cái chiến lược ban đầu của Sơn là chỉ để bắt đáy ăn một cái nhịp hồi thôi, nên là như vậy là thấy đủ rồi đúng không ạ? Thế còn những cái cổ phiếu mà anh chị ạ, khi mà VN-Index tạo đáy anh chị nhá, khi mà VN-Index đã xác nhận có đáy và tạo đáy anh chị nhá, mà Sơn đã bắt những cái cổ phiếu mà Sơn đánh theo đúng cái chiến lược yêu thích anh chị, là cái gọi là cổ phiếu đánh theo đà tăng trưởng đấy, thì Sơn sẽ đeo bám cái cổ phiếu được khoảng ít nhất là 1 đến 2 năm, cho đến khi nào cái cổ phiếu nó không còn cái câu chuyện nữa mà nó đứt gãy hết toàn bộ những cái xu hướng trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn anh chị nhá. Chứ mà cái gọi là cái yêu thích và cái sở trường của mình cũng không phải là cái người lướt đánh đánh T cộng nhiều anh chị nhá. Nếu anh chị nào mà theo dõi thì cũng biết rồi đúng không ạ, đấy không phải là cái sở trường của mình là đánh T cộng nhiều, và cái trường phái yêu thích là đánh chung dài hạn cơ anh chị nhá. Rồi ok, vậy anh chị nắm được rồi nhá. Rồi kịch bản như thế, thế nên là nếu mà tuần sau mà có rung lắc anh chị thứ hai thứ ba thì chúng ta nên xem là đấy là xem xét cái việc là chỉ cần nó rút chân anh chị nhá. Có nghĩa là khi nó rung lắc, nó xuống này mà cái thanh khoản nó thấp đi cho thấy là không ai bán nữa này. Đấy, sau đó tự nhiên này nó có gọi là có cái đà gọi là rút chân ngược trở lại được chưa anh chị, xong rồi thanh khoản cứ lúc nào rút chân thì nó lại tăng lên chị nhá. Đấy thì cái lúc đấy chúng ta tự tin với nhau mà nó còn vượt được cái vùng 1080 này nữa thì càng đẹp nữa, thì cái lúc đấy lại là điểm gia tăng lần nữa chị nhá. Khi mà nó lại có một cái nến mà nó lại break vượt khỏi cái vùng 0.80 nữa thì đấy lại là cái điểm gia tăng nữa, thì mẫu hình nó đi như này. Đấy thì cái điểm gia tăng này, điểm mua cổ phiếu này, điểm mua cổ phiếu này, điểm mua cổ phiếu là điểm này là một này được chưa, điểm gia tăng là điểm này là hai này, khi mà nó vượt anh chị, nó vượt cái đấy, nó vượt cái vùng này này đấy, đấy anh chị nhá. Đấy là một trong những cách chiến lược mà chúng ta canh mua và canh gom. Thì Sơn thì ví dụ cái thị trường chung như vậy thôi, thực ra là cổ phiếu nào hôm nay nó cũng đi gần như là giống thị trường chung hết, đều là tạo đáy theo thị trường này, phiên tạo đáy cùng với phiên của thị trường này, sau đó bật hồi được 3 phiên chạm cản, cổ phiếu nào cũng thế anh chị nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến các nhóm ngành anh chị nhé, lướt qua một vòng xem như thế nào. Chứng khoán trước anh chị nhé, nó đang đi y thế, sau hai cây trần này được chưa, HCM sau hai cây trần này chứng lại một cây ở đây là cây thứ ba đúng không ạ, thì nó tương tự như VN-Index thôi. Giả dụ HCM anh chị nhé, ngày mai mà nó rơi đề cái thì chị sẽ có thể tham gia được quanh cái vùng 25.x chẳng hạn, thì 25-26 chẳng hạn đấy, sau nó phải bật lên một cái nhịp là lên quanh cái vùng 28 này đấy. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có được một cái nhịp đánh tầm khoảng 5-8% nữa chẳng hạn, thì nếu mà nó thuận lợi.
Còn nếu mà cổ phiếu là tích lũy được mà đi xa hơn được thì chúng ta lại đợi những cái phiên tiếp theo xem nó vận động như thế nào nhỉ nhá. Sơn chỉ ví dụ thôi. Đấy. Thế còn cái chốt chặn của chúng ta đấy cũng chia sẻ với chị đấy đúng không ạ? Dự phòng kịch bản là xấu nó phá đáy thì lấy luôn cái chốt chặn ở đáy một này. Đó. Thì từ cái đáy một này cứ cứ đo xuống là lỗ khoảng cái cổ phiếu là hai cây trần cơ. Mua ở vùng 26 này cao quá nhỉ, hơi cao, đặt cắt lỗ hơi xa. Đặt cắt lỗ đến mất 6% cơ. Nếu anh chị mua ở cái vùng mà 26 này, đặt cắt lỗ ở đây là mất 6%. Đấy, cũng hơi xa đấy. Mà đánh lên thì đánh lên được một cái vùng lên đến gác này là cản quanh vùng 28.5 được 8% thôi. Đúng là anh chị nào mà bắt được cái những cái cây trước đấy thì nó sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng mà giả dụ anh chị nào mà bán chốt 1/2 trên này rồi thì cover lại, coi như đủ hàng để đánh nốt một cái nhịp cuối anh chị nhé, để cho không nhịp cuối mà một cái nhịp sóng hồi cho nó đủ nhịp anh chị nhé. Cũng hay. Đấy là một cách anh chị nhé. Cổ phiếu nào cũng đang đi như vậy, VCI anh vậy nhỉ. Đấy. VCI thì có thể nó sẽ rung lắc trở lại quanh cái vùng nào chị, quanh cái vùng 35.6 này chẳng hạn, thế này 35.6 hoặc 36 này chị nhá, quanh cái vùng này nó rung lắc trở lại xong rồi có thể là nó lại tiếp tục cái đà hồi phục của nó đến đâu chị, lên có thể lên cái vùng khoảng 39.5 này chẳng hạn, thế thì chúng ta không phải lợi nhuận khoảng 8-9% anh chị nhá. Thế nên là cái cách thức chúng ta gọi là giao dịch trong thời điểm này vẫn là mua đỏ thôi, ưu tiên mua đỏ thôi để còn quản trị được rủi ro. Chứ nếu không thì nó cách quá xa cái đáy một đấy anh chị. Khi trường hợp xấu nhất nó thủng cái đáy một chúng ta mà mua giá xanh ấy, thì cái giả dụ mua giá xanh ngày hôm nay hoặc ngày hôm qua đi, anh chị mua giá xanh cái phiên ngày hôm qua đi khi nó tăng trần đi thì là 37.3 đúng không ạ, thì nó mức cắt lỗ của chúng ta mười mấy phần trăm này thì không ăn thua nhỉ. Đánh như này không ăn thua, ăn thì không được bao nhiêu, sát cản rồi. Hôm nay anh chị chạm cản quay đầu đây, có nghĩa là chạm cản quay đầu trong khi hàng còn chưa về. Vậy nên anh chị nào mà đu của VCI thì giá xanh hôm qua chưa chắc mà ngày mai hàng về đã quan đâu anh chị nhá. Rồi nó rũ cho một cây chúng ra vậy gọi là sợ gọi là sập, với lại bán ra trả hàng cho lái, trả hàng cho lái xong sao, trả hàng cho lái xong bắt đầu cổ phiếu nó lại đi như này nhá, nó dập lại cái thế sợ quá bán ra vì bị lỗ. Mà anh chị mà mua ở cái đáy cái nến này thì có thể chưa lỗ, nhưng anh chị mua ở giữa giữa cái nến ngày hôm qua thì chỉ cần cái phiên thứ hai anh chị nó trả lại cái đây cái nó rung cho cái trong phiên cái này, chúng ta thấy đỏ lại cái cho bán luôn, cắt lỗ 1-2% gì đó gọi là cắt lỗ sớm ấy, vì là mua khả năng sai đấy, vừa cắt lỗ xong nó quay hồi nó tiếp tục đi lên cái vùng 39 này đấy. Khi mà lên 39 nó lại vượt qua cái vùng 38 này thì 38 anh chị lại mua vào, lại mua vào vì nó vượt cản lúc cái 38 này cản đúng không ạ, thì khi nó quay lại nó vượt 38 anh chị lại mua vào, mua lại lên 39 này được có 4%, hàng chưa biết là về chưa, nó đến 39 này 39.5 nó lại quay đầu đúng không ạ, lên 39 nó lại quay đầu, lại quay đầu thì được 5% không kịp chốt. Thế là quay đầu thì lúc hàng về nó lại đóng xuống một cây nến như này, đóng xuống cây nến như này thì mua về lại hòa vốn hoặc là lãi nhẹ hoặc là lỗ nhẹ, chưa bán thì đến cái phiên sau anh chị nhé, đến cái phiên sau cái phiên chúng ta lừng cừng không bán ấy nó sẽ đục một cái nữa xuống đây, thế là xong. Coi như anh chị mà mua 38 này là lại tiếp tục một khoản lỗ 10% và lại kẹt hàng, lại kẹt đỉnh ngắn hạn. Như thế anh chị nhé, chúng ta không nên chật nhịp đâu anh chị nhé, nên đánh đánh chúng ta đánh chúng ta có cái bức tranh toàn cảnh để chúng ta view với nhau, để tránh cái trạng thái chật nhịp như vậy để mua đuổi là dở. Giả dụ như vượt 38 chị mua xong lên chạm đúng 39.5 hoặc là 40 nó quay đầu lại tiếp tục cái nhịp điều chỉnh của nó, thì cái nhịp điều chỉnh này hoàn toàn có thể là giữ được cái đáy cũ thì tốt, còn thậm chí là nếu mà nó rơi mạnh nữa thì nó không giữ được cái đáy cũ rồi anh chị, thì cái lúc đấy thì chúng là đúng là thảm họa anh chị, lại tiếp tục nằm đỉnh và âm tiếp 15-20% anh chị nhá. Thì cái thực ra là cái trường hợp đấy nó không hiếm đâu anh chị, mà nó thường xuyên xảy ra đấy anh chị. Đấy là mình chỉ phân tích cái trạng thái tâm lý thôi, cũng như là cái cách chúng ta đi lệnh thôi. Rất nhiều nhà đầu tư mắc phải cái đấy đấy. Dĩ nhiên là Sơn không nói là anh chị mà có kinh nghiệm rồi anh chị sẽ không mua đuổi, nhưng mà cũng có nhiều anh chị mới tham gia thị trường thì Sơn cũng chỉ muốn gọi là cảnh báo như vậy thôi anh chị nhá. SA anh vậy anh chị này, 28.9 rồi, cản ngay đây rồi, cản loanh quanh cái vùng mà 29.8-30 đây rồi. Anh chị mua ngày hôm qua, ngày hôm nay làm gì có lãi anh chị. Chưa kể hôm nay nó lắc cho một phiên, trong phiên nó lắc vào cái đỏ về 28.4, có khi lỗ nhẹ nhưng mà hàng thì chưa về đúng không ạ, chiều thứ hai hàng mới về. Nếu chị mua hôm qua thế chiều thứ hai hàng về nó đóng cho một cái nến như này thì chúng ta làm nào, dĩ nhiên nó không đóng nến mà nghĩa trong phiên ấy nó lắc một cái đâm đây, úi giời đúng không ạ, chúng ta lỗ bán ra đấy, bán ra xong rồi nó lại quay đầu lại hồi nó đi tiếp lên cái vùng 30 này, và sau khi lên 30 này mới là cái pha gọi là rơi lại của nó thật sự chẳng hạn thế anh chị nhá. Thế nên là ngày mai giả dụ như anh chị nào mà lỡ mua ở cây nến này rồi thì
hàng về có lỗ thì chúng ta gọi lỗ nhẹ, chúng ta cũng nên quan sát tiếp nhỉ nhá, đặt cái mức cắt lỗ ở khi nó mất cái đáy một đi, chấp nhận thế đi, vì chúng ta mua đuổi chúng ta phải chấp nhận thôi. Thế nhưng mà Sơn đánh giá là sau khi lưu dung lắc xong sẽ tiếp tục đà hồi phục của nó và vượt cái vùng 29 này, gọi hồi thêm được một đoạn nữa này, cổ phiếu nào cũng đi như thế thôi, không khác gì VN-Index cả, và Sơn cũng kỳ vọng nó sẽ đi như vậy để anh chị nào có lỡ đu ngày hôm qua thì chúng ta không bị lỗ anh chị nhé, không bị lỗ mà ngoài ra cũng có thể chốt lãi được, mặc dù khoản lãi nó chỉ khoảng 5-8% thôi, trong lúc thị trường khó khăn như này cũng là thuận lợi rồi, bằng 1 năm gửi banh thôi anh chị nhé. Rồi tương tự như thế, cổ phiếu VND cũng vậy, có thể là trong phiên ngày mai sẽ rung lắc lại về quanh cái vùng ở 17.5 18 này, nó có thể nó sẽ bật lại tiếp và tiếp tục hồi về cái vùng 19.5 anh chị nhé, 19.8. SHS thì là nó bị đột biến do có quỹ mua vào vài triệu cổ nên là nó đóng hai cây trần liên tiếp, bây giờ chắc chắn là khó mua rồi, ngày mai nếu không có gì thay đổi thì nó rung lắc lại thì nó cũng phải rung lắc về quanh cái vùng 14.6, sau đó nếu mà nó hồi hết nhịp anh chị nhé, hồi hết nhịp có thể nó lên được cái vùng mà kỳ run 65 này anh chị này, đây có thể lên được cái vùng 16.5 anh chị nhé. Rồi VIX thì sao, mấy cổ phiếu tăng nóng thôi, VIX chạm 14 rồi đấy chị nhé, chạm 14 là chạm cản đấy chị nhé, anh chị xem trên Zoom khách hàng của team cũng nhiều anh ấy đánh cái cổ phiếu VIX này mạnh lắm đúng không ạ, lãi toàn tiền tỷ thôi, thì bây giờ người ta xem xét việc chốt rồi anh chị, lãi cả tiền tỷ 16% rồi, tội gì không bán, đánh 10 tỷ lãi tỷ rưỡi tội gì không bán luôn anh chị đấy. Thế nên là có rung lắc trở lại thì cổ phiếu này hoàn toàn thì rung lắc lại quanh vùng 13, rồi quanh vùng 13 xong rồi có thể là cũng có cái nhịp bật lại, nhưng mà Sơn cũng thế, cổ phiếu này nó kiểu như là nó cái tính đầu cơ nó cao quá nên là đánh hơi nguy hiểm, có nghĩa chúng ta đã lỡ nhịp rồi mà vào những nhịp sau mà nó những cái nhà đầu tư mà họ đánh một cái nhịp hồi thì họ cũng đi ra nơi thế anh chị ạ, họ bắt đầu đi ra rồi, bắt đầu chốt lời 10 mấy% rồi, chúng ta đi vào thì thành ra lại là cái người mua đối ứng cho họ bán ra, nó không đẹp đâu anh chị ạ, cái kịch bản ấy cái vị thế nó không được tốt anh chị nhá. Rồi ok, chuyển sang bất động sản chị nhá, Novaland ngày hôm nay 4% tăng được mấy cây rồi anh chị, tăng được 3 cây rồi, Novaland này Sơn lại đánh giá là khả năng dư địa hồi nó vẫn còn anh chị, vì anh chị nhìn này, hôm nay nó mở cái gap bỏ rơi như thế này rồi, cái thanh khoản may nó cũng cao hơn hẳn những cái lúc khác anh chị, cái lúc trước đây chẳng ai thèm mua bán anh chị nhá, anh chị nhìn thấy cái hành động của nó thể hiện trong cái phần cung cầu và giá cả cũng như đường đi của cổ phiếu đấy chị nhá, chị nhìn này, cái lúc nó rơi nó cái đoạn này không ai thèm mua bán gì cả, thanh khoản nó bé tí, thế nhưng khi mà đến cái vùng đoạn này này bắt đầu mà nó cho cái tín hiệu là khả năng tạo đáy được quanh vùng 12.8 này anh chị này, bắt đầu tiền nó vào, có dấu hiệu tiền vào anh chị, có đấy nhá. Rồi sau đó cái cách phản ứng của nó này, sau khi đến ngày hôm qua đóng trần, ngày hôm nay tiếp tục đóng trần ở đầu buổi sáng rồi đó, sau đó rung lắc lại giá đỏ, mà chị nhìn này, thanh khoản thì tăng lên, vậy là rất nhiều nhà đầu tư chốt lời cái nến này, nhưng thanh khoản tăng lên như này mà cái giá của nó vẫn đóng được 4%, cho thấy điều gì anh chị, bán ra bao nhiêu thì người ta hấp thụ hết, vậy thì kể cả sang đầu tuần ấy nó có lắc xuống thêm một tí nữa có thể là sẽ lắc về quanh vùng 14 anh chị nhá, thì chưa chắc nó lấp cái gap về đâu, Sơn đánh giá nó có thể về cái vùng 14.2 thôi, khả năng là thế, tóm lại loanh quanh vùng 14 này thì Sơn đánh giá là Novaland này anh chị này, nó sẽ giống cổ phiếu nào anh chị, đây nó sẽ giống như cái kiểu là cái hai cái đáy V kép ở trên khung nhỏ anh chị nhé, khi nó vượt được cái vùng 14.1 này rồi thì nó tăng rồi, nó xác nhận là sẽ vượt cái V kép này tăng rồi anh chị nhé, nó như này anh chị này đấy, thì bây giờ nó đã vượt được cái này rồi à, thì sẽ nghĩ nó quay lại nó test cái vùng 14.1 này xong rồi nó sẽ tiếp tục tăng thôi, tiếp tục tăng thôi lên những cái vùng có thể khoảng 15.8 16 gì đó đấy, nó sẽ đi như này anh chị nhé, sau khi đã gọi là test gọi là hai đáy V kép ở đây, vượt lên cái giữa của đoạn V kép rồi bằng cái gap cho thấy là một cái tín hiệu rồi, nó gọi là cái tín hiệu gọi là cái gì nhỉ, tín hiệu mạnh nghe anh chị, một cái tín hiệu mạnh cho cái việc là cổ phiếu này khả năng nó quay lại một cái xu hướng hồi phục trong ngắn hạn anh chị nhé, hồi phục trong ngắn hạn, thế nên là cổ phiếu này anh chị nào mà bắt đáy thành công rồi chúng ta có lợi nhuận rồi chốt rồi thì chúng ta có thể canh cover lại, hoặc là anh chị nào mà đánh cái chu kỳ mà dài hơi hết sóng hồi thì chúng ta cứ cầm tiếp đi, ngày nó rung lắc về quanh cái vùng 14 thậm chí là 13.8 đại loại là thế, thì Sơn đánh giá là cái dư địa hồi phục của nó vẫn còn anh chị nhé, đấy không phải cổ phiếu nào nó vận động như nhau đâu, cổ phiếu bất động sản thì nó rơi trước một nhịp thì nó tạo đáy nhanh sớm hơn một nhịp so với chứng khoán rơi sau thì mới chưa có đáy một đúng không anh chị, thế còn là bất động sản nó có đáy hai rồi anh chị nhá, rồi thể hiện rõ hơn cái đáy hai có khối DG anh chị này, đây cái đáy hai nó còn rõ hơn nữa, đáy hai của nó còn cao đáy một gì cơ
đúng không anh chị? Novaland yếu hơn thì hai cái đáy nó ngang nhau. Thế nhưng mà cái này khi mà nó vượt cái vùng hôm qua là vùng vượt 21.7 này, là nó vượt cái cản này rồi. Hôm nay thì Sơn đã chia sẻ với chị rồi, 22.3 của nó là cái cản ngay bên trên, thì ngày hôm nay chạm 22 chấm mấy chị, à xin lỗi chị, 22 chấm mấy đây, à đúng rồi đấy, 22.3 thì là cái cản của nó, thì ngày hôm nay nó kéo lên cái vùng này 22.7.8 gì đó, nó cũng rung lắc trở lại quanh cái vùng cản này. Thì Sơn đánh giá là nếu mà nó quay lại, nó test lại cái vùng mà 21.7 này mà thành công chị nhé, thì nó sẽ tiếp tục cái con đường gọi là hồi phục của nó như thế này, test thành công chị nhé. Nếu test thành công thì chị này tiếp tục hồi lên cái vùng bao nhiêu chị, vùng 23 24 này, khả năng là cao là như thế anh chị nhé. Đây là cổ phiếu bất động sản, nó giảm trước, nó giảm 40% 45% rồi anh chị, từ đỉnh nó giảm 45% rồi, thì nó bước vào một cái sóng hồi trong ngắn hạn là cái điều là cũng gọi là hết sức bình thường thôi, nó rơi trước thì nó hồi trước đúng không ạ. Sell cũng thế anh chị này, nó cũng tương tự như đích này, nó tạo được cái vùng cân bằng ở đây, vùng cân bằng này tạm thời phá được cái biên độ cân bằng đi lên rồi, phá cái vùng 21.4 đi lên rồi, hiện tại đang chạm cản và rung lắc lại quanh vùng 22.3. Thì nếu mà cổ phiếu sell này mà quay lại test lại cái vùng mà biên độ này của nó thành công, thì có thể nó sẽ tiếp tục rung lắc và hồi phục lên được quanh cái vùng 23 24 gì đó, 23.7, quanh cái vùng gọi là mây dày này, rồi cái vùng Kijun 65 là cái giá trung bình của nhà đầu tư trong gọi là 3-6 tháng gần nhất, quanh cái vùng Kijun 29 với Kijun 65 này chị nhá, trong cái biên độ này vẫn còn dư địa hồi, vẫn còn dư địa hồi. Thế còn khi nào mà nó kết thúc cái nhịp hồi, thì khi nào mà nó phá cái kênh hồi này của nó chị nhá, chúng ta có thể kẻ một kênh giá này nối các đáy vào với nhau, với cái đáy tăng dần lên, nối các đáy vào với nhau và đáy tăng dần lên, khi nào nó gãy cái kênh này thì cái nhịp hồi phục nó kết thúc anh chị nhá, được chưa? Rồi anh chị muốn view cổ phiếu nào bất động sản nữa thì anh chị để lại câu hỏi cho bình luận nhá. Anh chị nào xem sau nhớ like chị nhá, nhớ like hoặc vẫy tay thả tim để tăng tính tương tác, để hỗ trợ với khi lại anh thần của Sơn cho Sơn anh chị nhá. Ngoài ra nữa anh chị nào mà có câu hỏi khác hoặc những mã cổ phiếu khác thì anh chị có thể join Zoom Zalo nhé, Zoom Zalo và quét mã QR bên phải màn hình ạ, thì Sơn sẽ hỗ trợ giải đáp và cũng đưa cho anh chị góc nhìn vào các cái cổ phiếu anh chị quan tâm. Rồi Nam Long ngày hôm nay là như nào, Nam Long này quỹ cơ cấu cũng nhiều này, vẫn đang giữ được cái nền 32, cổ phiếu Nam Long này vẫn loanh quanh ở đây, có một cái phiên rũ ở đây, nhưng mà cổ phiếu này tính ra nó chỉnh chưa nhiều lắm, có 20%, giả dụ như chỉnh mạnh như kiểu đích này, sell này, Novaland ấy, thì chiết khấu thế thì chúng ta vào cũng còn cảm thấy nó yên tâm hơn anh chị. Còn cổ phiếu này lại vừa vừa có cái nhịp gãy nền, vừa có nhịp gãy nền 32 này, mặc dù dập lại rồi nhưng mà test lại đây trông cũng nguy hiểm, cũng nguy hiểm. Đánh 32 thì đánh lên cái Kijun nó 65 đang đâm xuống với vùng mây dày này thì nó lên được khoảng 35 anh chị nhá. Nếu mà có cái giá đỏ thì anh chị cân nhắc là nếu mà đánh được thì loanh quanh cái vùng 31.5 32 này, đánh lên 35 thì được 9%, cắt lỗ khi mất là 30 thì mất 5%. Mua được quanh cái vùng 31.5 thì cái gọi là cái tỷ lệ của nó ổn hơn, cắt thì mất 30 đi 4%, lên thì lên được khoảng 34 chấm mấy này, 10%, 34.7 10% thì đẹp hơn đi chị nhá. Thế nhưng mà nếu là Sơn thì thôi, Sơn nó chọn những cổ phiếu bất động sản khác đi, vì là ngại nhất là rơi bù, mới giảm 20% thôi, nó mà nó giảm đủ nó khoảng 35-40% chẳng hạn, thế thì bao nhiêu đây, nó chỉ cần giảm 25% thôi về cái vùng 29 này thì cái lúc đấy mình sẽ tự tin hơn. À đây, giảm đúng đến vùng 29 này một lần rồi đấy. Thôi cổ phiếu này chúng ta đợi nhé, đợi đợi nó tạo đáy thì hay hơn, à xin lỗi chị, là đợi nó có những cái đáy sau cao đáy trước thì đẹp hơn. Giống như Novaland nó có những cái đáy gọi là ngang nhau thành cái đáy W, nó bật lên nó vượt cái vùng chữ W rồi đúng không ạ, cái vùng giữa rồi, hay là DIG hay CL chẳng hạn, thế nó cũng có những cái đáy sau cao đáy trước rồi thì chúng ta chơi nó dễ hơn, an toàn hơn chị nhá. KDH này nó cũng giống Nam Long, hai cái con này chạy đồng pha, hai con này chạy đồng pha với nhau chị nhá, thế anh chị chọn một trong hai mã để chơi thôi, đừng chơi cả hai mã. Hoặc là bất động sản chị chọn một mã nào đó rồi để chơi DIG, CL hay Novaland rồi hạn, thế thì chúng ta bỏ qua những cái mã này, vì chúng nó vận động cùng một nhóm ngành thì nó cũng đồng pha với nhau thôi. DXG sao? DXG cũng tương tự như DIG, CL đang có cái đáy đáy nâng lên, cản trên của nó thì quanh cái vùng Kijun 65 đây, đang có cái vùng mây dày và Kijun 65 phẳng quanh vùng 19 chấm X anh chị nhé. Nếu rung lắc lại mà quanh cái vùng 17 thì anh chị tham gia cũng được, lên đến vùng 19 này được, không đến 19 đâu, 18.8 thì 10%. Cắt thì khi mà mất ra vùng 16 thì mất 5%,
vậy là 1-2 vẫn chơi được để lướt ngắn hạn được. Thế còn trung dài hạn thì bình tĩnh anh chị, trung dài hạn thì Sơn đánh giá nó chưa đạt được cân bằng quanh vùng này đâu anh chị nhá. Rồi, ok, bất động sản chứng khoán chắc là hai nhóm ngành mà thu hút nhất đúng không anh chị, rất nhiều nhà anh chị yêu thích vì thứ nhất là nó mang tính thị trường, với thứ hai nó thấp đánh nó thích luôn anh chị. Anh chị nào mà gọi là chúng ta yêu thích lướt sóng ngắn hạn hoặc chúng ta mới tham gia thị trường mà thích gọi là nhanh nhạy với thị trường mà đánh với tần suất cao ấy, thì đánh những cổ phiếu này mà gọi là có những cái biên độ mà lãi 10-15% trong trong tuần thì nó thích đúng không anh chị. Thế nên là những cái cổ phiếu này cái vốn hóa nó lớn, cái lượng floating share nó nhiều, chúng ta mua bán cũng nhiều với nhau đó. Thế nên là thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Thế nên là khi mà view những nhóm ngành thì Sơn cũng hay đi vào những nhóm ngành bất động sản và chứng khoán vì nhiều anh chị nắm giữ những nhóm ngành này. Chứ còn giả dụ những nhóm ngành này thì Sơn thường Sơn đánh theo dòng tiền thôi, đánh theo phương pháp, đánh theo dòng tiền thôi. Tiền vào chúng ta chơi hoặc là có chu kỳ của nó, đảo chiều chu kỳ chúng ta vào. Đánh những cái khoản đầu cơ khoảng ngắn hạn theo nhịp swing của nó. Swing chơi đi chơi trader hoặc là đánh theo trend, đánh theo xu hướng của nó khoảng 1 đến 3 tháng và hết cái chu kỳ ấy lại đi ra, xong rồi lại canh với chu kỳ mới lại đi vào. Sơn hay đánh như thế. Thế còn đánh những cổ phiếu tăng trưởng ấy, mà đi bán cho doanh nghiệp thì Sơn sẽ chọn những cổ phiếu có câu chuyện bền vững về cái đà tăng trưởng và doanh thu lợi nhuận cũng như là những cái chất xúc tác đằng sau để khiến cho cổ phiếu tăng giá bền vững là lâu thì đu bám nó thích hơn anh chị. Dĩ nhiên là nó sẽ không thể là có những sự đột biến theo kiểu là một tuần được ba cái trần như kiểu các cổ phiếu chứng khoán được. Thế nhưng mà mình đánh với cả cái vốn lớn, với cả đánh với cả cái chu kỳ dài, trung dài hạn thì nó cũng yên tâm hơn, tránh được những cái biến động gọi là đột biến. Giả dụ như đánh bất động sản anh chị, chúng ta mà giải ngân vốn lớn mà chúng ta không nhanh nhạy thị trường anh chị, nó giảm 45% tài khoản chị chia đôi thì chúng ta làm thế nào nữa. Nên là ví dụ chúng ta không xử lý anh chị nhé. Còn chúng ta kiểm soát được thì cổ phiếu nào chúng ta cũng có thể tham gia anh chị nhé. Penny cũng tham gia được, Blue Chip tham gia được, Mid Cap tham gia được, cổ phiếu bỏng tay cũng tham gia được, rồi cổ phiếu đầu cơ hay cổ phiếu lãi hay cổ phiếu gì cũng tham gia được nếu chúng ta có kế hoạch và chúng ta kiểm soát được thì chúng ta tha hồ gọi là có những khoản lợi nhuận đúng không ạ. Mà vậy nên là anh chị tùy vào cái chiến lược mình chơi để phân bổ cái NAV cho nó phù hợp chị nhé. Giả dụ như là đánh đầu tư khoảng trung dài hạn 6 tháng 1 năm đổ ra thì anh chị có thể là dành 60 đến 80% cái tổng danh mục của mình để cho những cái khoản đầu tư đấy cho nó gọi là đỡ biến động nhiều, gọi là ảnh hưởng xấu khi mà những cổ phiếu nó chỉnh cũng không đến mức chỉnh thì 45% như kiểu bất động sản rơi sàn 5-6 cây này đúng không anh chị. Những cái này thì chúng ta có thể dành ra khoảng 30% nữa để đánh lướt theo dòng tiền. Giả dụ như mà nó có lỡ thua lỗ 1-2 cây sàn thì nó cũng không vẫn gọi là không bị quá khủng hoảng mà thiệt hại nhiều vào cái tổng tài sản, cái tổng NAV của mình anh chị nhé, thì chúng ta cũng có thể gọi là kiếm lại được và nó cũng không ảnh hưởng đến cái quá trình đầu tư về lâu về dài về cái chiến thắng bền vững của chúng ta anh chị ạ. Rồi ok nhé, thì hẹn gặp lại anh chị vào những cái video tiếp theo chị nhé. Hôm nay cũng là cuối tuần rồi, chúc anh chị cuối tuần vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.